những con giáp may mắn nhất ngày 4 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, năm cũ qua đi, năm mới vừa tới. Chúng tôi xin chúc quý vị rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, gia trẻ gái trai, sung vầy hạnh phúc. Trong ngày 4 tháng 1 âm lịch, những con giáp này cực kỳ may mắn. Các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc hanh thông, thuận lợi. Nếu biết tận dụng ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc, tình duyên và các mối quan hệ xã giao. Và đó là các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Hợi. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Tuổi Mão, tử vi 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tam hợp giúp sức. Người tuổi Mão có cái nhìn tỉnh táo và sáng suốt về mọi việc. Chính vì vậy, bạn biết mình nên và không nên làm gì, phải làm sao mới giữ được hòa khí trong những ngày Tết. Nếu sắp xếp được thời gian rảnh rỗi, người trẻ tuổi nên dần lập ra những kế hoạch năm mới cho mình. Bạn có mục tiêu rõ ràng thì sẽ có động lực để cố gắng, khoảng thời gian sau đó gặt hái được những thành công lớn lao hơn. Tam hợp nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự yêu mến của mọi người vì cách hành xử khéo léo. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau. Xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Bạn có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch trọng đại vào ngay ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. Mộc khắc thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại có dấu hiệu trục trặc. Con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi, thân thiết với người khác, khiến nửa kia tổn thương, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Thìn, xem tử vi mùng 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, chính tài tương trợ, tình hình tài chính của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc ngay trong ngày hôm nay. Đây quả là một dấu hiệu đáng mừng trong những ngày đầu năm mới. Khoản tiền của bạn có thể đến từ những mối đầu tư trước đó hoặc do tiền mừng tuổi, mừng thọ của mọi người xung quanh. Có khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền và tránh lãng phí. Trong ngày mộc vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý gìn giữ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Hãy vận động hợp lý, chớ nên ngồi một chỗ quá lâu, kẻo làm việc nặng quá sức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, tam hội giúp sức, người tuổi Tỵ gặp được nhiều điều như ý muốn trong ngày mùng 4 Tết. Nếu sắp xếp được thời gian và công việc, bạn có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình nung nấu đã lâu, bất kể đó là việc gì. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người xung quanh, khiến bạn càng thêm tin tưởng. Hãy giữ những suy nghĩ tích cực, dù tương lai gặp phải điều gì đi chăng nữa, bạn cũng cần cố gắng thì mọi việc sẽ dần được giải quyết. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không nên vội vàng đến với một ai đó. Tốt nhất hãy để đôi bên có thêm thời gian để tìm hiểu về nhau, như vậy mới tránh được những bất đồng, tổn thương không đáng có trong tương lai. Vào ngày này, bạn cũng nên chú trọng trong việc ăn uống, đừng ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe. Ăn uống bia rượu quá nhiều, Tết là dịp mọi người tề tựu gặp gỡ nhau, nhưng không có nghĩa bạn vui chơi quá đà mà bỏ bê sức khỏe của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, dưới tác động tích cực của nhị hợp, người tuổi Ngọ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Dù bạn có là nhân viên mới đi nữa, bạn cũng có thể nhanh chóng bắt kịp với tiến độ của tập thể, đồng thời nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Bạn cũng chớ nên quá lo lắng khi phải thực hiện những công việc mới mẻ. Hãy tin tưởng vào bản thân, có thể bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của chính mình, mở ra hướng phát triển mới cho tương lai nữa đấy. Vào ngày này, người độc thân chẳng cần phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bởi vốn dĩ người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm, chăm sóc cho bạn, chỉ cần bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để hai người tỏ lòng với nhau. Nếu có ý định xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình
vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tốt để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, thiên ấn xuất hiện, người tuổi Dậu cảm nhận được may mắn rất cận kề, bạn sẽ có cơ hội cải thiện tình hình tài chính cũng như đời sống vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình. Mọi thứ đều đúng như ý muốn khiến bạn cảm thấy thỏa mãn. Với vấn đề tình cảm, bạn nhận được sự quan tâm từ người ấy rất nhiều và cũng có kế hoạch giúp bạn có thể gần gũi với nhau hơn. Hôm nay, sự mạnh dạn chủ động trong tình cảm giúp những ai có ý định tăng tiến mối quan hệ có được kết quả tốt. Tuy nhiên hôm nay, con giáp này cũng nên cố gắng điều chỉnh thời gian dành cho việc vui chơi với bạn bè nhiều hơn một chút. Những bữa nhậu nhẹt, chè chén nên tiết chế lại, đừng ngần ngại từ chối nếu cần. Đừng ngần ngại từ chối nếu cần, bởi bạn đã có khá nhiều những cuộc gặp mặt đầu xuân rồi đấy. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, tam hợp đem tới nguồn tài lộc dồi dào cho người tuổi Hợi. Bạn có thể phát tài nhờ những trò rút thăm may mắn trong hôm nay. Khoản tiền đó có thể không quá nhiều nhưng là dấu hiệu chứng tỏ năm mới, tình hình tài chính của bạn có những tiến triển khá khả quan. Một vài người chăm chỉ với các công việc tự do có thể nhận được khoản lương xứng đáng với công sức bỏ ra trong suốt những ngày vừa qua. Bên cạnh đó, người làm ăn kinh doanh cũng thu được lời lãi kha khá trong ngày mùng 4 Tết này. Vào ngày này, mối quan hệ giữa vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp, hai người luôn tôn trọng, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống và hiếm khi nào bất hòa. Đáng mừng hơn, ngày Tết là lúc tình cảm của hai người thêm gắn kết. Sức khỏe của bạn đang ở mức ổn định nhưng cũng đừng chủ quan mà sử dụng nhiều chất kích thích. Bạn nên chú ý sức khỏe đường tiêu hóa trong ngày này, hạn chế ăn uống các đồ dầu mỡ hay uống rượu bia để không gây áp lực cho dạ dày những ngày Tết. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày này thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuổi sửu, kỵ tuổi đinh sửu và tân sửu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!